Minasan, konnichiwa, Cosmos na Jun desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Jun Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học chữ Hán bài số 22 theo cuốn Kanji Look and Learn. Ở bài số 22 này, chúng ta sẽ tìm hiểu với một số những từ có chữ Hán rất quen thuộc. Ví dụ như, warau, đó là cười đúng không ạ? Waraimasu. Kane no hanashi wo kite, warate shimaimashita. Nghĩa là gì ạ? Tôi chót cười khi mà nghe câu chuyện của anh ấy đúng không ạ? Warate shimaimashita. Động từ warau. Ngược lại với cười thì đó là nakimasu, khóc. Kodomo ga naite imasu. Gì ạ? Trẻ con đang khóc đúng không ạ? Đứa trẻ đang khóc. Nakimasu, naku. Sensei wa okorimashita. Sensei wa okorimashita. Nghĩa là gì ạ? Thầy giáo đang nổi giận đúng không ạ? Còn đây là gì nhỉ? Trông họ có vẻ rất hạnh phúc đúng không? Kare ra wa shiawase so desu. Shiawase đó là hạnh phúc. Còn đây thì là một khuôn mặt rất là buồn đúng không ạ? Buồn thiu. Kanashi. Kanashi kao. Kare wa itsumo kanashi kao o shite imasu. Anh ấy lúc nào cũng thể một cái bộ mặt rất là buồn đúng không ạ? Còn đây là mướp đắng. Mướp đắng là nigauri. Nigauri thì làm sao ạ? Thì rất là nigai đúng không ạ? Nigauri wa nigai desu. Nigai desu. Nigai là tính từ của đắng. Atama ga itakute nani mo kangaimasen. Đầu thật là đau và tôi không thể suy nghĩ bất cứ điều gì đúng không ạ? Thì đó là itai, đau. Kawaii hito no mae ni hazukashiku narimasu. Nghĩa là gì ạ? Đứng trước một người dễ thương á, hoặc xinh xắn thì tôi trở nên bị xấu hổ. Itsumo oya wa kodomo o shinpai shite iru yō desu. Lúc nào thì cha mẹ cũng dường như là lo lắng cho con. Jitensha ga nusumaremashita, komatte imasu. Tôi bị mất xe đạp rồi, tôi đang rất là bối rối khó khăn đúng không ạ? Thì là komarimasu, komaru. Còn đây là một món ăn thì làm sao ạ? Có vẻ rất là nhiều ớt và cay. Cay là karai. Karai mono ga taberaremasen. Watashi wa karai mono ga taberaremasen. Bạn này thì có vẻ nemui đúng không ạ? Rất là buồn ngủ. Nemui desu. Nemui desu. Daigaku ni fugokaku shite shimaimashita. Zannen deshita. Tôi không đỗ vào đại học và tôi thật là đáng tiếc đúng không ạ? Zannen. Zannen là đáng tiếc. Còn hình ảnh này là gì ạ? Ichi nen kan taihen o sewa ni narimashita. Kokoro yori kansha shite imasu. Gì ạ? Xin cảm ơn, xin chân thành cảm ơn đúng không ạ? Tự xin chân thành cảm ơn vì sự giúp đỡ suốt một năm vừa qua. Thì đó lúc ấy chúng ta dùng từ cảm tạ, kansha, kansha shite imasu. Kore wa sports no jōhō o atsumeru saito desu. Và đây nghĩa là gì ạ? Jōhō ở đây đó là thông tin. Đây chính là website mà tập hợp tất cả các thông tin liên quan đến thể thao, sports no jōhō. Và đó chính là những chữ Hán của bài số 22 mà hôm nay chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ chữ đầu tiên, chữ tiếu. Chữ tiếu ở đây có nghĩa là cười, waraimasu, warau, đúng không ạ? Tiếu này thì bạn sẽ thấy có bộ trúc ở trên đúng không ạ? Bộ trúc ở trên thì giống như chữ trúc, bộ trúc này thì giống chữ kê trong katakana đúng không ạ? Thì anh bạn này anh ấy cười kiểu ke đấy đúng không ạ? Mà chúng ta hay gì ạ? Khi gõ mà bạn chat thì hay ghi ke đấy đúng không ạ? Thì đây anh bạn này cười như vậy. Thì đó chính là chữ tiếu, chữ cười. Chữ tiếu này đọc là waraimasu, warau. Cách viết như sau, chúng ta cùng theo dõi nhé. Chúng ta sẽ viết bộ trúc ở trước, sau đó thì phần ở dưới sau viết từ trên xuống dưới. Và đó chính là chữ tiếu. Với chữ tiếu này thì chúng ta có cách đọc là sho với onyomi. Kunyomi đọc là wara trong wara hoặc e. Wara là động từ, nghĩa là waraimasu, cười. Kare no hanashi wo kite warate shimaimashita. Tôi chót cười lên khi nghe câu chuyện của anh ấy. Thì đó chính là wara. Tiếp theo egao. Egao đó là kép bởi chữ tiếu và chữ nhan, nghĩa là mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười. Donna koto ga attemo egao de mae ni susumimashou. Câu này chúng ta rất hay động viên nhau đúng không ạ? Dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta hãy tiến về phía trước với khuôn mặt tươi cười nhé đúng không ạ? Donna koto ga attemo egao de mae ni susumimashou. Tiếp theo hohoemu. Hohoemu đó là mỉm cười. Mishiranu kanojo wa hohoemi nagara chikazuite kimashita. Mishiranu nghĩa là gì ạ? Không quen biết đúng không ạ? Kanojo là cô gái không quen thì vừa mỉm cười lại vừa tiến lại gần đây. Hohoemi nagara
Naga là vừa cái gì đó đúng không ạ? Bokusho suru ở đây nghĩa là cười lớn ghép bởi chữ bạo và chữ tiếu. Kare ga stage ni detta totan, bokusho ga okorimashita. Anh ấy vừa ra sân khấu thì đã có tiếng cười lớn rồi đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có từ nigai warai, nghĩa là cười cay đắng. Nigai là đắng đúng không ạ? Warau là cười, cười trong cay đắng đó. Moto kare no shikaeshi ni nigai warai o shite maimashita. Tôi cười cay đắng trước sự trả thù của bạn trai cũ. Moto kare đó là bạn trai cũ. Shikaeshi đó là sự trả thù đúng không ạ? Bisho đó là gì ạ? Mỉm cười ghép với chữ vi và chữ tiếu. Kanojo ga kuchimoto ni bisho ukabeta no o mite ureshiku narimashita. Nụ cười trên môi của cô ấy hiện lên là tôi thấy vui hơn đúng không ạ? Thì đó chính là bisho. Với chữ tiếu này các bạn cần chú ý ghi nhớ tối thiểu đó là warau. Warau đối với cấp độ N4, cấp độ N3 trở lên thì với egao hoemu thì các bạn cần phải ghi nhớ nhé. Và với cấp độ N2 thì những từ còn lại như bokusho, nigai, warai, bisho vân vân. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu ngược lại với cười thì đó là khóc. Khóc ở đây chính là chữ Hán chữ khóc. Khóc nhá. Được gì ạ? Khóc thì phải có nước mắt đúng không ạ? Nước mắt thì sẽ có bộ thủy và lập đúng không ạ? Nghĩa là đứng và khóc thì đó chính là hình ảnh của chữ khóc này. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách viết nhé. Naku. Nakimasu. Chúng ta sẽ viết bộ thủy trước. Sau đó là lập sau. Và đó chính là chữ khấp. Chữ khấp này đọc là kyu hoặc naku. Naku chính là nakimasu, là khóc. Kuromo ga naite imasu. Trẻ con thì đang khóc nhè đấy đúng không ạ? Naite imasu. Naki goe, đó là diện tiếng khóc ghép vào chữ khấp và chữ thanh. Tonari no heya de akachan no naki goe ga shite imasu. Có tiếng khóc của em bé phòng bên cạnh. Ureshi naki đó là gì ạ? Khóc trong vui mừng. Ni nen buri ni ha ni aete ureshi naki shimaimashita. Nghĩa là gì ạ? 2 năm rồi mới được gặp lại mẹ, tôi đã khóc trong vui mừng. Thì đó là ureshi naki, cùng làm tiếng khóc ấy nhưng có thể là khóc trong đau khổ, khóc trong vui mừng đúng không ạ? Nakimushi đó là gì ạ? Tiếng Việt thì mình hay nói là đầu bít ướt đó đúng không ạ? Đây là con sâu khóc, khóc trùng, nghĩa là đầu bít ướt. Sonna koto demo naita no? Nakimushi da ne. Khóc vì chuyện đó ư? Đúng là đổ mít ướt đúng không ạ? Nakimushi. Gokyu suru nghĩa là khóc thành tiếng. Ghép bởi chữ hiệu và chữ khóc. Inu ni kamareta ko wa gokyu shimashita. Đứa trẻ bị chó cắn khóc thành tiếng đúng không ạ? Thì đó là gokyu suru. Với chữ khóc này các bạn tối thiểu phải nhớ được naku nhé. Naku đối với cấp độ N4 nhé. Còn các từ còn lại thì đương nhiên là cấp độ N3 trở lên các bạn phải ghi nhớ rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với gì ạ? Nộ. Nộ ở đây là gì ạ? Trong phẫn nộ đó, đó là tức giận một cái gì đó. Nộ. Nộ này sẽ có cách đọc là do với onyomi. Kunyomi đọc là okori hoặc ikari. Nộ này có cách đọc là do với onyomi. Kunyomi đọc là okoru hoặc ikari. Nộ này có bộ no ở trên, bộ tâm ở dưới đúng không ạ? Và hình ảnh tưởng tượng của chúng ta đó là gì ạ? Tôi là bị một cô gái đang bực tức và đánh lại tôi đúng không ạ? Đây là cô gái này và hình ảnh bàn tay cô ấy đánh mình và làm cho tôi cảm thấy rất là đau khổ đúng không ạ? Và đấy chính là hình ảnh của gì ạ? Chữ nộ này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách viết nhé. Okoru. Okorimasu đúng không ạ? Chúng ta sẽ viết ở phần trên trước và phần dưới sau. Ở phần trên thì lại viết từ trái sang phải. Chữ nộ này có okoru nghĩa là tức giận. Nam-san ga gakkou yameru to kitara sensei wa okorimashita. Sensei okorimashita là sensei làm sao? Thầy đang rất là giận dữ sau khi nghe xong, nghe Nam nói là Nam sẽ nghỉ học đúng không ạ? Ikari ở đây là danh từ, nghĩa là cơn giận. Chichi no ikari kara nakanaka raremasen. Mãi mà tôi không thể thoát khỏi cơn giận dữ của bố đúng không ạ? Donaru đó là gì ạ? Sự gào lên. Ghép bởi chữ nộ và chữ minh. Narimasu là minh là trong cái gì ạ? Tiếng chuông kêu hoặc là tiếng chim hót đó. Thì ở đây là donaru nghĩa là gào lên. Donaranakutemo kikoeru yo. Khi mà một người nói với mình như vậy đúng không ạ? Không cần gào lên đâu, thì tôi cũng đã nghe được rồi.
không cần gào lên như vậy thì tôi đã nghe được rồi đúng không ạ? Thì với chữ nộ này tối thiểu các bạn phải nhớ được okoru và ikari nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với chữ Hán là chữ hạnh. Sau tức giận rồi thì sẽ đến hạnh phúc. Hạnh phúc này thì có bộ can đúng không ạ? Bộ can, và chúng ta cùng nhau tưởng tượng ở đây đó là gì ạ? Giống như hình ảnh là gì ạ? Có rất nhiều tiền và nhiều tiền này được chôn ở dưới đất. Ở trên là bộ thổ, ở dưới thì giống như ký hiệu của đồng yên. Thì đó là gì ạ? Tiền mà được chôn nhiều dưới đất mà phát hiện ra được thì rất là hạnh phúc, rất là vui đúng không ạ? Shiawase. Và shiawase này được viết như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu. Và đó là cách viết của chữ hạnh trong hạnh phúc. Với chữ hạnh này có cách đọc là ko với onyomi. Kuyomi đọc là shiawase. Shiawase na là hạnh phúc. Kimi to shiawase na fufu segatsu o mikizuite iku yo. Anh sẽ cùng em xây dựng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đúng không ạ? Kizuite iku yo. Bất hạnh ở đây là fuko kép bởi chữ bất và chữ hạnh. Ko ở đây là onyomi đó đúng không ạ? Fuko. Fuko ni natta no wa Jigyo Jitoku desu. Câu này chúng ta đã gặp ở phần Jigyo Jitoku rồi, nghĩa là chuyện không may đó là kết quả của việc tự làm tự chịu. Kon là hạnh vận, nghĩa là sự may mắn. Takarakushi ni ataru nante anata wa kon desu ne. Anh ấy quả thực là may mắn, khi anh thật là may mắn đấy, khi mà trúng được xổ số đúng không ạ? Saiwai đó là gì ạ? May mắn. Sensei ni oshiete itadakereba saiwai desu. Nếu em được thầy chỉ bảo thì quả thực là rất may mắn ạ, đúng không ạ? Saiwai. Kofuku na đó là hạnh phúc. Gokofuku o inorimasu. Inorimasu đó là gì ạ? Sự cầu nguyện, đúng không ạ? Gokofuku đó là hạnh phúc. Thì tôi câu này nghĩa là tôi cầu nguyện hạnh phúc tới bạn. Sachi. Sachi ở đây nghĩa là sự may mắn hoặc là sản vật. Có hai nghĩa đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Ví dụ đầu tiên đó là gì ạ? Minato deru mai ni umi no sachi o inorimasu. Chúng tôi cầu nguyện sự may mắn trước khi mà ra khơi. Thế còn sản vật thì trong ví dụ gì ạ? Nihon no umi no sachi ga hofu da. Nghĩa là ở Nhật Bản thì hải sản rất là phong phú. Thì đó là hai ví dụ liên quan đến sachi. Với chữ hạnh này các bạn tối thiểu phải nhớ được shiawase. Shiawase nhé. Và saiwai. Đó là những chữ cơ bản đối với cấp độ N4 các bạn cần phải ghi nhớ. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với chữ bi trong bi thảm. Bi trong bi thảm buồn bã đó đúng không ạ? Bi này thì có bộ phi ở trên, bộ tâm ở dưới, phi trên tâm dưới. Thì ở đây là diện giống như hình ảnh một người đang ở trong nhà tù. Trong nhà tù rồi, anh ấy trong nhà tù nên tôi cảm thấy rất là buồn đúng không ạ? Và đây là tinh thần đúng không ạ? Chữ bi này thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách viết nhé. Kanashi đúng không ạ? Kanashi. Chúng ta sẽ viết bộ phi ở trên, bộ tâm ở dưới. Và đó chính là chữ bi trong bi thảm. Bi trong bi thảm này có cách đọc là hi hoặc kanashi. Hi là onyomi, kanashi là kuyomi. Kanashi nghĩa là buồn bã. Kare wa kanojo to wakareta hi kara isumo kanashi kao o shite imasu. Anh ấy lúc nào cũng buồn rầu kể từ ngày chia tay với cô ấy đúng không ạ? Lúc nào cũng diễn cái khuôn mặt kanashi đó. Kanashimu đó là buồn phiền, là động từ. Nakunatta ojii-san no koto de totemo kanashimimashita. Nghĩa là gì ạ? Tôi đã rất đau buồn về chuyện ông tôi mất đúng không ạ? Higeki đó là ghép bởi chữ bi và chữ kịch, nghĩa là bi kịch. Boryuku wa kate no higeki o umimashita. Bạo lực thì đem đến bi kịch cho gia đình đúng không ạ? Kate no higeki, bi kịch của gia đình. Bi thảm đó là hi-san. Hi-san là bi thảm. Kazoku no 6 nin ga korosareta という hi-san na news を聞きました. News đó là bản tin thời sự. News を聞きました là tôi đã nghe cái tin thời sự. Tin thời sự ấy có nội dung là có một cái vụ giết hại 6 người trong một gia đình đúng không ạ? Tôi đã nghe tin bi thảm về gia đình có 6 người bị giết hại đúng không ạ?
Hi-san, hi-san là nisu. Hi-kan nó là gì ạ? Hi-kan là bi quan, hi-kan suru là động từ. Jibun no shōrai wo hi-kan suru to nani mo dekinai deshou. Nếu mà bạn bi quan và tương lai của chính mình thì bạn không thể làm được điều gì cả. Jibun no shōrai wo hi-kan suru to nani mo dekinai deshou. Đúng không ạ? Đó, các bạn chú ý nhé. Với chữ bi này thì các bạn phải nhớ được tối thiểu là kanashi và kanashimu. Các bạn cố gắng ghi nhớ nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ phải tìm hiểu với chữ gì ạ? Hồ. Hồ này là trong cực khổ, đúng không ạ? Khổ trong cực khổ và có bộ thảo ở trên, bộ cổ ở dưới. Cách tưởng tượng ở đây đó là gì ạ? Ăn phải cái cỏ cũ thì rất là đau buồn, đau khổ, đúng không ạ? Cỏ mà lại cỏ cũ, đúng không ạ? Cỏ cũ thì ôi thiêu thối, đúng không ạ? Thì đó chính là hình ảnh của chữ khổ này. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu với cách viết nhé. Chúng ta sẽ viết thảo ở trên, cổ ở dưới. Thảo ở trên, cổ ở dưới đó là chữ khổ. Chữ khổ này có cách đọc là khư với onyomi. Khư nyomi đọc là nigai hoặc kurushi. Nigai nghĩa là đắng. Kono cha wa nigakute nomemasen. Trà này đắng, tôi không thể uống được, đúng không ạ? Nigai là đắng. Nigate là gì ạ? Nigate là kém hoặc yếu. Ghép bởi chữ khổ và chữ thủ. Uta ga nigate nano de karaoke ni amari ikimasen. Tôi hát kém nên ít khi đi hát karaoke. Kurushi là khổ cực. Tabesugite onaka ga kurushi desu. Gì ạ? Tôi ăn nhiều quá nên bụng đang rất là khó chịu. Kurushi, khổ cực, khó chịu gì đó. Kurushimu là động từ, khổ cực. Zutsu ni kurusunde imasu. Tôi đang rất là đau khổ vì bệnh zutsu, bệnh đau đầu. Kutsu đó là gì ạ? Khổ thống, nghĩa là đau khổ. Ai wa bikan na kutsu datto iwaremasu. Tình yêu là niềm đau ngọt ngào, đúng không ạ? Ghép bởi gì ạ? Bikan, bikan là ngọt ngào. Bikan na kutsu, niềm đau ngọt ngào. Kuro là gì ạ? Khổ lao, ghép bởi hai chữ khổ và lao, nghĩa là gian khổ, cam go, thử thách. Watashi wa shigoto de amari kuro ga arimasen. Tôi hầu như không có khó khăn gì trong công việc cả. Kujo đó là khổ tình, nghĩa là sự than phiền. Kanojo wa kujo no tegami o shori teimasu. Nghĩa là gì ạ? Cô ấy đang xử lý những bức thư than phiền. Và đó chính là những từ liên quan đến chữ khổ. Với chữ khổ này, cố gắng các bạn ghi nhớ với kurushi và nigai. Đó là hai từ tiêu biểu liên quan đến chữ khổ. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó là gì ạ? Chữ thống. Thống ở đây nghĩa là đau, itai. Thống này có bộ nạch và bộ dũng, đúng không ạ? Thống này có nghĩa là gì ạ? Anh bạn này đang rất là đau và đang cố gắng vượt rào. Hình ảnh chữ này giống vượt rào, đúng không ạ? Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách viết nhé. Thống này có cách đọc là tsu với oyumi, kunyumi đọc là itai. Itai nghĩa là đau. Atama ga itakute nani mo kangaimasen. Đau đầu quá, tôi không nghĩ được gì cả. Itami là danh từ, nghĩa là nỗi đau, cơn đau. Onaka ni hiroi itami o kanjite imasu. Tôi đang cảm thấy một nỗi đau kinh khủng từ bụng, đúng không ạ? Đau bụng đó. Zutsu là đầu thống, có nghĩa là đau đầu. Zutsu ni kurushinde imasu. Tôi đang rất là đau khổ vì cái bệnh đau đầu này. Kutsu là gì ạ? Đau khổ, ghép vào chữ khổ và chữ thống mà chúng ta vừa tìm hiểu ví dụ rồi. Ai wa bikan na kutsu datto iwaremasu, đúng không ạ? Tình yêu là niềm đau ngọt ngào. Fukutsu đó là gì ạ? Phúc thống, nghĩa là cơn đau bụng. Fuku là đau bụng, đúng không ạ? Tsu là đau, đau bụng. Osake wa fukutsu o hiki okoshimasu. Rượu gây ra những cơn đau bụng. Yotsu đó là ghép bởi chữ yêu và chữ thống, nghĩa là đau lưng. Chichi wa maishu byouin e yotsu no chiri o uke ni ikimasu. Bố tôi hàng tuần đến bệnh viện để điều trị bệnh đau lưng. Itami dome nghĩa là thuốc giảm đau. Dome ở đây bắt nguồn từ tomemasu, nghĩa là từ chữ chỉ, nghĩa là dừng lại, đúng không ạ? Nghĩa là thuốc giảm đau. Itami dome o nonde mo mada atama ga itai desu. Dù có uống thuốc giảm đau nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đầu.
Với chữ thống này các bạn hãy ghi nhớ với itai, itami này nhé. Zutsu và gì ạ? Fukutsu. Phần 2 bài 22. Và chữ Hán tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là chữ xỉ. Xỉ ở đây có nghĩa là xấu hổ. Xỉ này bạn sẽ thấy có bộ nhĩ bên tay trái, bộ tâm ở bên tay phải. Nhĩ trái tâm phải đúng không ạ? Đó là hệ gì ạ? Việc mà chúng ta không lắng nghe tiếng nói của con tim thì đó là một điều rất đáng xấu hổ, hazukashi. Vậy chữ xỉ này được viết như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Bạn sẽ nhận thấy là gì ạ? Nhĩ sẽ viết trước đúng không ạ? Tâm viết sau. Đọc của chữ xỉ đó là chi với onyomi, kunyomi đọc là hazukashi hoặc haji. Hazukashi nghĩa là xấu hổ. Kawaii hito no mae ni hazukashiku narimasu. Nghĩa là tôi hay xấu hổ khi mà đứng trước những người dễ thương đúng không? Haji đó là sự xấu hổ, danh từ. Bimbo wa haji de wa arimasen. Nghèo không phải là gì ạ? Việc mà đáng xấu hổ đúng không? Haji de wa arimasen. Bimbo haziru koto ga haji na dake desu. Nghĩa là gì ạ? Việc mà chúng ta mặc cảm với cái nghèo thì nó mới là đáng xấu hổ đúng không ạ? Cái nghèo thì nó không có gì để xấu hổ cả, mà cái việc mà chúng ta mặc cảm với nó thì mới là xấu hổ. Thì đó chính là haji. Hazukashi garu. Hazukashi bỏ y thêm garu là hazukashi garu, nghĩa là bẽn lẽn hoặc rụt rè. Hazukashi garazu ni iken o doshi doshi dashinasai. Nghĩa là gì ạ? Dư nhị ở đây là không, đừng gì đó, đừng bẽ lẽ nữa mà hãy nói hết ý kiến của mình đi. Haziru ở đây là xấu hổ hoặc ngượng. Và các bạn có thể thấy trong ví dụ trước rồi, haji shirazu nghĩa là gì ạ? Shirazu là không biết. Haji đó là xấu hổ, vậy ghép lại là không biết xấu hổ. Kare wa kanojo no haji shirazu na taido ni shoku wo ukemashita. Anh ấy làm sao ạ? Anh ấy bị shock, bị choáng bởi vì hành động đáng xấu hổ của cô ấy đúng không ạ? Cô ta đã làm cho anh ta bị choáng vì hành động đáng xấu hổ của cô ấy. Shuchishin. Shuchishin ghép bởi chữ tu sỉ tâm, nghĩa là cảm giác xấu hổ. Khá thể nhiều ạ. Shuchishin ga nasaso desu. Anh ấy có vẻ không biết xấu hổ là gì đúng không ạ? Thì đó là các từ liên quan đến chữ sỉ. Chữ sỉ này các bạn cần chú ý với haji và hazukashi. Với cấp độ N4 thì bắt buộc các bạn phải nhớ được hai từ này nhé. Chữ Hán tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu bài ngày hôm nay đó là chữ phối. Phối này có nghĩa là lo lắng. Chữ phối này có bộ dậu và bộ kỷ, đúng không ạ? Kỷ bên tay phải. Nghĩa là gì ạ? Người đấy quỳ xuống để muốn gì ạ? Nâng cái bình rượu đó lên. Thì đó chính là chữ phối. Phối này sẽ viết như thế nào nhỉ? Phối này có cách đọc là hai pai hoặc kubaru. Kubaru là kunyomi. Pai trong shinpai. Shinpai suru nghĩa là lo lắng, ghép bởi chữ tâm và chữ phối. Itsumo oya wa kodomo wo shinpai shite iru yo desu. Hình như lúc nào bố mẹ cũng lo lắng cho con cái nhỉ, đúng không ạ? Yo desu. Kubaru đó là sự phân phát. Đó là phân phát đúng không ạ? Kubarimasu, động từ. Kurasu no minna ni shiken no schedule wo kubarimasu. Tôi sẽ phát lịch thi cho các bạn trong lớp. Đó là kubarimasu. Hai tatsu đó là gì ạ? Chuyển phát kép bởi chữ phối và chữ đạt. Hai tatsu sareta shouhin ga katalogu no shashin to kotonaru node henpin o kibou shimasu. Tôi muốn trả lại sản phẩm được chuyển tới này bởi vì trông nó rất khác so với ảnh mẫu trong catalog. Chi hai là gì ạ? Chi hai là chi phối. Kép bởi chữ chi và chữ phối nghĩa là sự chi phối, ảnh hưởng hoặc sự khống chế. Chúng ta có ví dụ như sau. Nosakubutsu wa tenkou ni shihai saremasu. Nghĩa là hoa màu chịu ảnh hưởng của tên cô của thời tiết. Chi hai nhìn là gì ạ? Là người quản lý sự thực hiện, thi hành hoặc hành pháp, ghép bởi chữ chi phối và nhân. Chi hai nhìn wa jugyoin ni lenaku shimasu. Người quản lý sẽ liên lạc với nhân viên. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Taku hai bin. Taku hai bin là dịch vụ chuyển phát đến tận nhà. Taku hai bin wo tanondara ie made nimutsu wo torokete moraimasu. Sau khi mà gọi dịch vụ chuyển phát tận nhà thì họ sẽ gửi hành lý đến tận nhà cho mình. Hai gư xạ đó là người phụ thuộc, phải nuôi dưỡng người phối ngẫu. Khác hiểu à, hai gư xạ tố đô kiêu chê masu, anh ấy đang sống cùng với người phụ thuộc. Và đó là những từ liên quan đến chữ phối. Với chữ phối này các bạn phải tối thiểu phải ghi nhớ được gì ạ? Shinpai suru.
Kubaru, hai ta tsu và gì ạ? Taku hai bin. Đó là những từ tiêu biểu của chữ phối này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với chữ khốn. Khốn ở đây có nghĩa là khó khăn, khốn đốn đó. Và có bộ vi và bộ mộc đúng không ạ? Vi, mộc, có một cái cây rất là to nằm ở trong một cái khuôn viên nó đúng không ạ? Thì đó chính là chữ khốn này. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách viết nhé. Chữ khốn này có nghĩa là khó khăn. Khó khăn có cách đọc là khôn hoặc komaru. Komaru nghĩa là khó khăn, bối rối. Jitensha ga nusumaremashita, komatte imasu. Xe đạp thì đã bị lấy trộm và tôi đang rất là khó khăn, khổ sở ở đây đúng không ạ? Konnan na đó là gì ạ? Nghĩa là khó khăn, ghép bởi chữ khốn và chữ nạn. Donna konnan na koto demo koete mae ni susumitai to omoimasu. Nghĩa là tôi sẽ vượt qua bất cứ khó khăn nào để tiến về phía trước. Tiếp theo chúng ta có từ hinkon. Hinkon ở đây là ghép bởi chữ bần và chữ khốn, có nghĩa là nghèo khó, bần hàn. Hinkon kara nukedasu tame ni hissi ni benkyou shite imasu. Tôi đang học hành chăm chỉ để thoát khỏi đói nghèo, đúng không ạ? Hinkon kara nukedasu có nghĩa là gì? Thoát khỏi cái đói nghèo, cái bần hàn đó. Tiếp theo chúng ta có từ konwaku, nghĩa là bối rối, ghép bởi chữ khốn và chữ hoặc. Watashi to kao o awaseta totan kanojo wa konwaku no hyojou o misemashita. Vừa nhìn thấy mặt tôi là cô ấy đã tỏ ra bối rối rồi, đúng không ạ? Và đó là các từ liên quan đến chữ khốn. Với chữ khốn này các bạn nhớ tối thiểu đó là komaru và konnan là các từ mà rất là thường thấy cũng như là quan trọng đối với cấp độ N4. Theo chúng ta sẽ có chữ tân. Tân ở đây không phải là mới mà là cay, nghĩa là cay, karai đó. Karai này thì có bộ lập ở trên, bộ thập ở dưới, đúng không ạ? Và ghép tạo thành chữ cay. Hình ảnh ở đây đó là gì nhỉ? Một người bị trói và đứng trên một cái cột đó, thì cảm thấy rất là đau khổ, đúng không ạ? Thì đó chính là karai hoặc tsurai này. Chúng ta cùng tìm hiểu cách viết nhé. Chúng ta sẽ viết lập trước, sau đó là chữ thập ở đằng sau. Và đó chính là chữ tân, nghĩa là cay. Tân này thì đọc là shin với onyomi, kunyomi đọc là karai. Karai là cay. Watashi wa karai mono ga taberaremasen. Tôi không thể ăn được đồ cay. Karai mono ga taberaremasen. Shio karai thì lại là mặn, vị mặn. Shio là muối đúng không ạ? Karai cay nhưng ghép lại với nhau lại có nghĩa là vị mặn, ghép được chữ diêm tân. Nimpuchu wa shio kara tabemono o hikai nakereba narimasen. Trong thai kỳ thì bạn phải hạn chế những đồ ăn mặn, đúng không ạ? Shio karai tabemono, đồ ăn mặn. Koshin liệu, đó là diện chất tạo vị cay, hương tân liệu. Kono dry potato wa korin liệu o ga haite imasu. Khoai tây rán này thì có chất tạo vị cay. Karashi là gì ạ? Karashi là gần giống với mù tạt nhưng không phải mù tạt nhé, mà nó có màu vàng, hay ăn với oden hoặc bánh bao. Nikuman o karashi ni tsukete tabemasu. Tôi chấm bánh bao với karashi rồi ăn. Tiếp theo chúng ta có từ tsurai. Tsurai ở đây là đau đớn. Chữ Hán thì giống hệt với karai đúng không ạ? Nhưng đọc là tsurai nhé. Kare to wa kareta no wa tsurai omoide deshita. Chia tay với anh ấy là một kỷ niệm đau đớn với tôi đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có shinpo. Shinpo là kiên nhẫn, sự chịu đựng. Chichi wa shinpo dekinai hodo kibishi desu. Bố tôi nghiêm khắc đến mức không thể chịu được. Đó là các từ liên quan đến chữ tân. Tân là cay. Các bạn cần nhớ tối thiểu là tsurai và karai và shio karai. Đó là ba từ quen thuộc mà các bạn rất hay gặp và cấp độ N4 cũng sẽ có đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với gì ạ? Đó là chữ miên. Miên này là ngủ. Ghép bởi gì ạ? Mục và dân. Ngủ thì phải nhắm mắt rồi và nhắm mắt thì sẽ có bộ gì ạ? Mục ở bên tay trái và đây là bộ dân đúng không ạ? Thì là gì ạ? Đây là gì ạ? Nhắm mắt vào cái là buồn ngủ luôn. Thì đây là hình ảnh tưởng tượng của cái chữ miên này. Chữ miên này có cách viết như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Nemui.
Miên này có đọc là min với onyomi, cứ yomi đọc là nemui, nemui hoặc nemutai, nghĩa là buồn ngủ. Mara kuzi nano ni mo nemutaku te tamaranai desu, nghĩa là gì ạ? Mới có, mặc dù là mới có 9 giờ thôi nhưng mà gì ạ? Tôi buồn ngủ không thể chịu được rồi. Nemui, nemutai chuyển thành nemutaku te tamaranai, đúng không ạ? Nemuru đó là ngủ. Nemuru là động từ ngủ. Kodomo ga nemutteiru imeji ga suki desu. Tôi rất là thích hình ảnh trẻ con đang ngủ. Suimin là gì ạ? Giấc ngủ kép vào chữ thụy và chữ miên. Suimin ga fuzoku de me no mawari ni kuma ga dekimashita. Nghĩa là gì ạ? Suimin là giấc ngủ. Giấc ngủ mà không đủ thì xung quanh mắt tôi thì giống như thành con gấu rồi ạ. Đúng không ạ? Đó là vì bị thiếu ngủ. Tiếp theo chúng ta có inemuri, nghĩa là ngủ gật. Kép bởi chữ kyu về chữ miên. Gogo no juyo ni yoku inemuri shite imasu. Tôi hay buồn ngủ trong giờ học buổi chiều. Tomin là gì ạ? Ngủ đông, ghép bởi chữ đông và chữ miên. Kuma mo kaeru mo maitoshi tomin shimasu. Cả gấu và ếch đều ngủ đông hàng năm. Saimin jutsu đó là thôi miên thuật, có nghĩa là thuật thôi miên. Watashi wa ikai saimin jutsu ga kakatta koto ga arimasu. Nghĩa là gì ạ? Tôi đã bị thôi miên một lần. Thì đó là những từ liên quan đến chữ miên này. Với chữ miên thì bạn phải nhớ được tối thiểu đó là nemui, nemutai, nemui, nemuru và suimin. Đó là các từ rất là quan trọng đối với chữ miên này. Tiếp theo chúng ta phải tìm hiểu đó là chữ tàn. Tàn ở đây là gì ạ? Đó là sự nuối tiếc, sự còn lại. Đó là gì ạ? Có bộ ngạt ở bên tay trái. Và đó chính là tàn. Và bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ? San ni wa shinde, buki dake ga nokurimashita. Ba người thì đã chết, bây giờ chỉ còn lại mỗi vũ khí thôi. Thì đó là hình ảnh lại của chữ tàn này. Và bạn sẽ nhận thấy đúng không ạ? Là có ba người thì chết. Đây là giống như là chữ tử đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết nhé. Nokoru đúng không ạ? Nokurimasu còn lại. Và đó là cách viết của chữ tàn. Chữ tàn có cách đọc là gian, nokoru hoặc nokosu. Gian trong, gian nên na, tính từ đuôi na, thể hiện sự và nuối tiếc, đúng không ạ? Kinben na anoko wa daigaku ni fugogaku shite shimaimashita. Gian nên deshita. Cô bé chăm học ấy không đỗ đại học, thật là đáng tiếc, đúng không ạ? Gian nên deshita. Nokoru là động từ, nghĩa là còn lại, tự động từ. Hiru kara nokotta gohan wo ban gohan ni shimasu. Cơm còn lại từ bữa trưa thì sẽ dùng cho bữa tối để ăn tối, đúng không ạ? Nokosu là tha động từ, nghĩa là còn lại hoặc bỏ lại. Mara tabenai haha ni chotto okazu wo nokoshite kudasai ne. Hãy để lại ít đồ ăn cho mẹ chưa ăn nhé. Phần còn lại là nokori, nghĩa là phần còn lại. Nokori no jikan wa oshaberi wo shite sugoshimashita. Chúng tôi dùng khoảng thời gian còn lại để trò chuyện. Zandaka đó là gì ạ? Cán cân, số dư ghép bởi chữ tàn và chữ cao. Credit card no kouza zandaka wo kakunin shimashita. Tôi đã kiểm tra số dư tài khoản trong thẻ credit. Cái câu này bạn dùng rất nhiều đối với những bạn đặc biệt đang ở bên Nhật, đúng không ạ? Luôn luôn phải xác nhận kiểm tra cái zandaka của mình. Và kouza thì chính là tài khoản. Kouza zandaka là số dư tài khoản. Nokorazu đó là tất cả, toàn bộ, không còn gì. Nokorimasu thì là còn lại, đúng không ạ? Nokorazu là phủ định lại, có nghĩa là không còn cái gì nữa và bao gồm tất cả toàn bộ. Anata no shiteiru koto wo nokorazu kikasete. Hãy kể cho tôi nghe toàn bộ những gì bạn biết đi. Zangyo đó là gì ạ? Làm thêm ngoài giờ. Ghép bởi chữ tàn và chữ nghiệp. Mainichi sanjikan gurai zangyo shite imasu. Nghĩa là hàng ngày tôi làm thêm khoảng 3 giờ. Và đó là các từ liên quan đến chữ tàn. Chữ tàn này bạn phải nhớ được zangyo, zandaka, nokorazu, nokori, nokosu, nokoru, zanen, tất cả các từ liên quan đến chữ tàn này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về niệm. Niệm ở đây là hoài niệm. Niệm ở đây thì có bộ kim ở trên, tâm ở dưới. Kim trên, tâm dưới, đúng không ạ? Và là nghĩa là gì ạ? Bây giờ em đang nhớ về anh, hoặc bây giờ anh đang nhớ về em, thì đó chính là niệm. Niệm này thì viết như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Niệm đọc là nên, đúng không ạ?
Kim viết trước, tấm viết sau. Bây giờ anh đang nhớ về em. Niệm này có cách đọc là nên, nên trong ra nên, ra nên na nghĩa là tiếc, nuối tiếc. Kỷ niệm là kỷ niệm. Kono gakko no ichu kinen ibento o okonawaremasu. Sự kiện kỷ niệm 1 năm của trường này sẽ được tổ chức. Kinenbi là gì ạ? Ngày kỷ niệm Nhật đúng không ạ? 9月 2日 wa Betonamu no Kenkoku Kinenbi desu. Ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của Việt Nam đúng không ạ? Ngày kỷ niệm thành lập đất nước đó, thì là ngày quốc khánh. Nengon đó là tâm nguyện. Ghép vào chữ niệm và chữ nguyện. Tâm nguyện. Yatto haha no nengan no ie o tatemashita. Cuối cùng thì tôi đã xây được ngôi nhà theo tâm nguyện của mẹ tôi. Munen đó là gì ạ? Ghép bởi chữ vô và chữ niệm, thể hiện sự gì ạ? Tiếc nuối, sự uất hận, tủi nhục. Zutto renshu shita no ni shiai ni maketa no wa munen desu. Mặc dù luyện tập suốt mà vẫn bị thua trong trận đấu, điều này thật là đáng tiếc. Khái niệm là gainen. Wakamono kotoba no tokucho o sesume suru mae ni wakamono no kotoba no ganen no nobete kudasai. Trước khi mà giải thích trình bày về đặc điểm ngôn ngữ giới trẻ thì hãy nói trình bày khái niệm của ngôn ngữ giới trẻ là gì đã, đúng không ạ? Đó là ganen. Danen suru là gì ạ? Đoạn niệm, đó là từ bỏ cái gì đó. Kare wa jibun no susse o kanzen ni danen shimashita. Anh ấy đã từ bỏ hoàn toàn thân thế của mình, đúng không ạ? Dan là đoạn là cắt bỏ, từ bỏ cái gì đó, nên do đó là diện thể hiện sự từ bỏ, đoạn niệm. Shinen là tín niệm ghép lại với nhau nghĩa là lòng tin. Kare wa katai shinen no mochinushi desu. Anh ấy là người có lòng tin kiên cố, đúng không ạ? Đó là các từ liên quan đến chữ niệm. Với chữ niệm này thì ở cấp độ N4 thì các bạn có thể chỉ cần nhớ ra nên thôi và kinen. Còn với cấp độ N3 trở lên thì tất cả những cái từ còn lại rất là quan trọng, các bạn cố gắng ghi nhớ nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với diện cảm trong cảm thông. Cảm trong cảm thông này thì có bộ tâm. Nói đến cái diện suy nghĩ, những cái tình cảm thì liên quan đến bộ tâm rồi. Và cảm trong cảm thông này chúng ta sẽ cùng nhau tưởng tượng như thế nào. Nhìn thấy người mà cầm vũ khí thì làm mình rất là gì ạ? Sợ, run, đúng không ạ? Và lúc ấy là cảm. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách viết nhé. Và đó chính là chữ cảm. Chữ cảm này có cách đọc là kan. Kan trong kanjiru, cảm thấy, cảm nhận. Onaka ni hiroi itami o kanjite imasu. Tôi cảm thấy một cơn đau rất là kinh khủng ở bụng, đúng không ạ? Kanji là cảm giác. Idolu to hanashita toki donna fu ni kanjimasu ka? Khi nói chuyện với thần tượng bạn có cảm giác như thế nào? Kando suru nghĩa là cảm động. Sono eiga ni totemo kando shimashita. Tôi đã rất cảm động với bộ phim đó. Cảm tạ là kansha. 1年間 taihen osewa ninarimashita. Kokoro yori kansha shite imasu. Tôi gì ạ? Từ trong thâm tâm tôi vô cùng cảm ơn một năm qua đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ anh, đúng không ạ? Kansha. Kanso là gì ạ? Cảm tưởng. Cảm ghép với tưởng. Sakuhin ni kansuru kanso wo happyou shite kudasai. Hãy phát biểu cảm tưởng của bạn về tác phẩm. Kangeki suru nghĩa là cảm kích, cảm động, xúc động. Sozo izo ni totemo subarashii uta ga deki agari kangeki shite imasu. Tôi vô cùng xúc động về bài hát được hoàn thành quá tuyệt vời trên cả sức tưởng tượng. Thì đó là kangeki. Kanshin suru là cảm tâm, nghĩa là khâm phục, cảm phục, thán phục, ngưỡng mộ cái gì đó. Kare no kinben san ni kanshin shite imasu. Tôi ngưỡng mộ anh ấy vì cái việc rất chăm chỉ, anh ấy rất chăm chỉ. Thì đó là các từ liên quan đến chữ cảm. Với chữ cảm này bạn cố gắng ghi nhớ gì ạ? Kanji được kanji, kando, kansha, kanso và kanshin, kangeki. Tất cả các từ liên quan đến chữ cảm. Và chữ cuối cùng của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là chữ tình. Tình này trong tình cảm, tình này thì sẽ có tâm, tâm là tim nó, đúng không ạ? Thanh là màu xanh và đó chính là ghép lại để tạo nên chữ tình. Chữ tình này có cách viết như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Nasake, đúng không ạ? Chúng ta sẽ viết từ trái sang phải, tâm viết trước, thanh viết sau.
Chữ tình này có cách đọc là jo hoặc là je đối với onyomi. Cứ như mi đọc là nasake. Kanjo đó là gì ạ? Cảm thông. Kết lại với nhau mang nghĩa là tình cảm, tâm trạng hoặc cảm xúc. Watashi to hanashita toki, kanojo wa kanjo wo kao ni dashimasen deshita. Khi nói chuyện với tôi, khuôn mặt cô ấy không có chút biểu cảm gì cả. Kujo là khổ tình ghép lại với nhau mang nghĩa sự than phiền. Kujo. Kanojo wa kujo no tegami wo shori shite imasu. Cô ấy đang xử lý những bức thư than phiền. Đó là kujo. Jijo đó là gì ạ? Ghép lại bởi sự và tình, nghĩa là lý do, tình hình. Kesatsu wa futsu no hito no furi wo shite genchi no jijo wo shirabete imasu. Cảnh sát đóng giả là người bình thường để tìm hiểu về tình hình địa phương. Hyojo là gì ạ? Biểu hiện, biểu sự tình nghĩa lại với nhau. Watashi to kao awaseta totan, kanojo wa konwaku no hyojo misemashita. Câu này nghĩa là vừa nhìn thấy mặt tôi, cô ấy đã tỏ ra bối rối rồi. Joho là gì ạ? Thông. Tình ghép lại với nhau nghĩa là thông tin. Kore wa kawa asobi sports no joho atsumeru saito desu. Đây là website thu thập thông tin về các môn thể thao chơi dưới sông. Nasake là danh từ sự cảm thông. Kare wa nasake ga mattaku nai hito desu. Nasake ga aru nghĩa là gì ạ? Người mà biết cảm thông. Nasake ga nai là không biết cảm thông gì cả. Và câu ấy nghĩa là anh ấy là người hoàn toàn không có sự cảm thông. Fu ze hoặc là fu jo kép bởi chữ phong và chữ tình nghĩa là sắc thái, dáng vẻ, ấn tượng. Nan no fu jo mo nai heya dakara karinai tsumuri desu. Vì đây là căn phòng chẳng có một chút ấn tượng gì nên tôi sẽ không định thuê đâu, đúng không ạ? Thì đó là các từ liên quan đến chữ tình. Với chữ tình này thì bạn phải nhớ nhé: kanjo, kujo, jijo, hyojo, nasake, joho. Đó là các từ quan trọng với chữ tình này ở cấp độ N4, các bạn phải ghi nhớ. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm lại 16 chữ Hán của bài số 22 nhé. Đầu tiên là tình, niệm, miên, tân, khốn, phối, thống, bi, nộ, khấp. Và đó là 16 chữ Hán của bài số 22 này mà chúng ta vừa tìm hiểu xong. Sau khi học xong phần chữ Hán này, các bạn hãy chuyển sang cuốn workbook của Kanji Look and Learn để làm bài tập bài số 22. Ở phần bài tập bài 22 cũng chia thành hai phần, các bạn 8 chữ đầu và 8 chữ sau. Đồng thời sẽ cuối bài sẽ có một bài đọc, các bạn cố gắng đọc để nhớ được mặt chữ Hán, nhớ được nghĩa và cách sử dụng của các từ này nhé. Và trong quá trình học, nếu có gì không hiểu hay thắc mắc, các bạn đừng ngại ngần mà hãy liên hệ trực tiếp với Học Tiếng Nhật Cosmos qua 3 kênh YouTube, Facebook hoặc email. Ở Facebook các bạn hãy like và fanpage Học Kanji Hiệu Quả Tiếng Nhật Cosmos.com. Đó là fanpage chính thức về Học Kanji của Học Tiếng Nhật Cosmos, nơi các bạn có thể chia sẻ những bài học, những kiến thức liên quan đến học chữ Hán. Còn hôm nay, video hướng dẫn học chữ Hán bài số 22 theo cuốn Kanji Look and Learn của Học Tiếng Nhật Cosmos xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại! ご清聴どうもありがとうございました!